Có thể thời điểm hiện tại mình làm về dòng card đồ họa 30 series hay là 3000 series của NVIDIA thì nó hơi bận một chút. Tuy nhiên, mình sẽ có một số vấn đề cần phải đề cập với các bạn. Đồng ý một điều là các bạn hoàn toàn có thể check được thông số này, hình ảnh với mức giá của nó trên mạng. Thế nhưng một cái mà mình muốn nói cho các bạn đó là mức giá của sản phẩm 30 series nó quá rẻ. Nó rẻ đến mức không khác gì một cái tát của NVIDIA dành cho người dùng cả. Vậy thì vấn đề đó như nào, hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Mục đích mà RTX 3000 series ra mắt ấy, nó không hoàn toàn là để thúc đẩy những người dùng 2000 series nâng cấp lên, mà để thúc đẩy những người dùng mới. Và cái thứ hai nữa là những người dùng thế hệ 1000 series nâng cấp. Đúng vậy, 1000 series đấy. Vậy thì để làm rõ vấn đề này, chúng ta sẽ phải quay ngược lại thời gian một chút. Cái thời mà thế hệ 9X series, tức là thế hệ 900 như kiểu 960, 970, 980 và 980 Ti, hiệu năng của nó ok, vẫn ngon ở thời điểm đấy. Và sau khi từ thế hệ 9 lên thế hệ 10, cụ thể như này, 1060 có hiệu năng, thậm chí ấy, nó còn xem khi so với 980, một cái mẫu card đồ họa cao cấp tại cái thời điểm trước mà mẫu card tầm trung thế hệ sau mà nó mạnh bằng như vậy, thì nó khiến cho những người dùng ấy, người ta chi cực kỳ mạnh hầu bao để có thể nâng cấp. Và card đồ họa bán chạy nhất đó chính là 1080 Ti, một cái flagship cách đây khoảng độ chừng 3 đến 4 năm gì đấy, không nhớ rõ lắm. Thì thời điểm các bạn mua ấy, 1080 Ti nó có thể chơi được tất cả các tựa game chưa được phân giải 2K hoặc thậm chí là 4K 60fps, kể cả tựa game xin đặt cắm lợn thời đấy, đó chính là PUBG, nó vẫn có thể tối ưu và có thể chơi một cách mượt mà trên độ phân giải từ 2K đến 4K và trên 60fps. Bây giờ thì cả chơi thì nó đơn giản là mình không có làm gì. Thế nhưng ấy, vì cái hiệu năng, cái sự nâng cấp ấy nó mạnh một cách vô lý như vậy, NVIDIA từ thế hệ 9 lên thế hệ 10 ấy, nó mạnh một cách gọi là không thể tưởng tượng nổi. Nó khiến cho cái sự ra mắt của thế hệ 20 series của họ bị lu mờ đi một chút. Thì hiệu năng như này, 1080 Ti nó sẽ mạnh bằng với 2080, mà 2080 Ti nó lại không mạnh hơn bao nhiêu cả khi so với 1080 Ti thế hệ trước. Nó khiến cho những người dùng cảm thấy quá ít lý do để có thể nâng cấp từ thế hệ 1 lên thế hệ 2. Và những tính năng bổ trợ như kiểu real time ray tracing hay DLSS nó sẽ mạnh ở nước ngoài thôi, bởi vì ở Việt Nam ấy, bạn cứ tưởng tượng đi, DLSS người dùng sẽ phải gọi là truy cập vào cái cloud chung. Việc chơi game ở Việt Nam không lag đã một điều cực kỳ ngon rồi, chứ đừng nói việc là truy cập vào server chung này xong lấy dữ liệu về để đẩy FPS lên. Và một cái nữa đó chính là tính năng real time ray tracing, nghe thì có vẻ tương lai đấy, các bạn hoàn toàn có thể chơi tất cả các tựa game này có cái trải nghiệm vô cùng chân thực. Thế nhưng trái ngược so với gì mà NVIDIA đã hứa ấy ạ, đó chính là sau khi tính năng ra mắt sẽ có rất nhiều các tựa game hỗ trợ, nhưng thay vì nhiều tựa game thì tới thời điểm hiện tại có đã được 2 năm rồi và cũng có, tất nhiên là sẽ nhiều hơn thế hệ đầu rồi, thế nhưng nó có quá những tựa game hỗ trợ. Và để có thể chơi được mượt mà tính năng real time ray tracing, các bạn bắt buộc phải mua những mẫu card đồ họa xịn sò phải từ khoảng 2070 Super trở lên, 2080 này, 2080 Super, thậm chí là 2080 Ti để có thể chơi được mượt mà. Còn 2060 và 2060 Super theo như mình thấy nó chỉ chơi được ở mức gọi là để trải nghiệm tính năng real time ray tracing nó trông như thế nào mà thôi. Vì thế và để sửa được cái vấn đề này thì thế 30 series ra mắt, hiệu năng của nó đã vượt trội, đã mạnh mẽ một cách thật không thể tin được, ngoại trừ vấn đề thiết kế trông nó hơi kiểu buồn cười một chút thôi. 3070 RTX 3070 có hiệu năng thậm chí nhá, nó còn mạnh ngang với 2080 Ti, thế nhưng cái mức giá của nó lại chỉ rẻ bằng một nửa thôi. Vậy thì NVIDIA đã cho người dùng lý do để nâng cấp từ thế hệ 1, tức là thế hệ 1000 series, từ 1080 Ti lên thẳng thế hệ 3000 series luôn. Và những người mới, những người nào lần đầu mà mua hoặc những người sử dụng AMD rồi họ muốn mua cả loại của NVIDIA thì họ cũng có những cái lý do mà mua cả với giá rất rẻ mà hiệu năng của nó rất cao. Thì cũng những rất nhiều bạn suy nghĩ này, có phải là tại NVIDIA đã bán thế hệ 2000 series quá đắt không, thế nên sẽ 3000 series nó mới rẻ? Thật ra theo như mình thấy thì không, bởi vì mức giá từ thế hệ tiếp theo so với thế hệ trước, tức là thế hệ 1 đến thế hệ 2, nó tăng được một chút là một điều hoàn toàn dễ hiểu thôi. Bởi vì tính năng real time ray tracing các bạn có thể nghĩ là nó là tính năng mới tương lai thôi, có thể bây giờ chưa hỗ trợ. Từ thế hệ 1 lên thế hệ 2, tức là từ 2000 series đến 3000 series, các cái nhân shader hay nhân RT core được tăng lên gấp đôi. Nó tăng lên gấp đôi như vậy là để các bạn có thể trải nghiệm được những cái tựa game hỗ trợ tính năng real time ray tracing. Qua đấy thì NVIDIA mới có thể gọi là bán được nhiều card đồ họa hơn. Còn những bạn nào mua cái thế hệ kiểu 2000 series đã mua cái đây một khoảng thời gian dài rồi, cái đây khoảng 1-2 năm, các bạn chắc chắn không điều gì phải hối hận ạ. Các bạn đã bỏ tiền ra để trải nghiệm được những cái hiệu năng mới mẻ. Cái thứ mà khiến cho card đồ họa RTX 2000 series bây giờ nó trở nên đáng mua đó chính là về mức giá của nó. Khi các bạn hoàn toàn có thể mua được 2060 với mức giá chỉ từ 8 triệu đồng mà thôi. Một điều mà ngày xưa chắc chắn các bạn không thể mua được, bởi vì thời điểm nó mới ra mắt ấy, nó khoảng 13-14 triệu, nó quá đắt. Bây giờ nó 8 triệu, kể cả dòng 3000 series ra mắt thì nó cũng tất nhiên nó sẽ không thể bằng thế hệ trước được rồi. 2000 series nó sẽ rẻ mà. Còn những bạn nào mà bây giờ chuẩn bị mua, các bạn đang phân vân liệu có nên mua dòng 2000 series hay 3000 series hay không, thì câu trả lời chắc chắn phải đến từ các bạn rồi. Nếu như là mình đang có một cái túi tiền nó rảnh rang một chút, mình có thể đợi được, thì tất nhiên rồi mình sẽ chờ đợi thế hệ RTX 3000 series vào tháng 9 hoặc tháng 10 về hàng. Còn nếu những người dùng bây giờ chúng ta cần để làm việc luôn, cần những cái mẫu card đồ họa để có thể mang về làm việc và từ cái đấy nó có thể mài ra tiền và cầm cái tiền đấy để mua thêm, thì RTX 2000 series các bạn nếu mà mua thì vẫn mua được, chứ
còn nếu mà để một thời gian nữa thì chắc chắn là sẽ hết hàng rồi, bởi vì NVIDIA đã dừng sản xuất hệ RTX 2000 series rồi, chứ không có chuyện hãng bán song song hai cái đâu. Bán song song hai cái thì anh em biết câu chuyện như nào ở đây. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái chuyên mục khác ở trong những cái số khác. Ví dụ như kiểu là NVIDIA ra thế 3000 series là để đá đít AMD ra khỏi thị trường của GPU. Các bạn thấy chủ đề này có hay không? Nếu hay thì hãy để lại ý kiến dưới một bình luận video. Đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.